Thực hiện chỉ thị số 42 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng thời gian qua, huyện Kim Động đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi, điều động cán bộ theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo yêu cầu chuyển đổi vị trí công tác theo trình tự quy định. Từ đầu năm 2023, huyện Kim Động đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ đối với chức danh công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và công chức tài chính kế toán tại các xã thị trấn. Việc chuyển đổi dựa trên nguyên tắc công khai minh bạch, đúng với thực tế yêu cầu của địa phương, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ công chức trong diện chuyển đổi, đồng thời không làm mất đoàn kết nội bộ, xáo trộn hoạt động của cơ quan đơn vị. Kết quả đối với công chức địa chính, huyện điều động 13 người giữa các địa phương. Với công chức tài chính kế toán, huyện Kim Động đã thực hiện chuyển đổi vị trí 14 trên 17 cán bộ giữa các xã. Chuẩn bị về thứ nhất là về cái tư tưởng và cái chuyên môn của mình. Đến địa phương mới được nhận nhiệm vụ mới đấy thì tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Phòng Nội vụ đã tham mưu Ủy ban huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương rà soát các đối tượng trong diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng, thế và xây dựng kế hoạch chuyển đổi trong nội bộ. Nếu như trường hợp mà không có vị trí chuyển đổi trong nội bộ thì sẽ đề nghị Ủy ban huyện để xây dựng kế hoạch chuyển đổi chung. Thế và trong quá trình thực hiện thì cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị địa phương đã làm tốt cái công tác tuyên truyền quán triệt luật phòng chống tham nhũng, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chính vì vậy mà tạo được cái sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối tượng phải chuyển đổi. Việc thực hiện nghiêm công tác chuyển đổi vị trí cán bộ không những giúp sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp mà còn giúp cho mỗi cấp ủy đơn vị chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chủ động phòng ngừa tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương.